Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 17 giờ chiều hôm nay, thứ năm, ngày 2 tháng 10 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình với những nội dung chính như sau. Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Lệ Thủy trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 9 năm 2014. Phóng sự hội viên hội nông dân làm kinh tế giỏi. Hôm nay ngày 2 tháng 10 năm 2014, ông Hà Hồng Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ông Nguyễn Ngọc Phương, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và bà Lê Khánh Nhung, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh để báo cáo nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13. Tại các buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại biểu Quốc hội báo cáo tình hình kinh tế xã hội của cả nước trong 9 tháng qua và nội dung dự kiến của kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13, cử tri huyện Lệ Thủy đề nghị nhà nước, chính phủ tiếp tục tăng cường hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, nông thôn và nông dân, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng vùng nông thôn, tăng cường cán bộ cho chính quyền cấp cơ sở, quản lý xử lý nghiêm các trang báo mạng đưa tin thiếu trung thực, khách quan, giải quyết tận gốc buôn bán vận chuyển hàng lậu, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Nhà nước cần có chế độ trợ cấp về bảo hiểm y tế cho đội ngũ cán bộ làm việc ở các hợp tác xã trước đây, ra soát đối tượng chính sách đối với người có công với nước, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ nhân dân trên địa bàn, giải quyết thỏa đáng các vấn đề liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng thi công công trình mở rộng nâng cấp quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình, ông Hà Hồng Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã trả lời một số ý kiến mà cử tri quan tâm. Buổi chiều cùng ngày, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Quảng Ninh tại thị trấn Quảng Hào. Thông tin chi tiết chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình thời sự tối nay. Sáng nay ngày 2 tháng 10, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 9 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm và thực hiện các giải pháp hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch những tháng còn lại của năm 2014. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch Đầu tư, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Bình tháng 9 và 9 tháng của năm 2014 tiếp tục ổn định. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục có bước tăng trưởng khá. Diện tích gieo trồng vụ hè thu toàn tỉnh thực hiện được trên 31.000 ha, trong đó diện tích lúa đạt trên 24.000 ha, năng suất đạt trên 40 tạ một ha, tăng 14% so với năm trước. Đặc biệt toàn tỉnh đã chuyển đổi được 450 ha diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang sản xuất hoa màu tập trung mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tình hình chăn nuôi ở các địa phương tương đối ổn định, dịch bệnh trên gia súc gia cầm được khống chế hiệu quả. Đã xuất hiện nhiều mô hình chăn nuôi theo hướng hàng hóa như mô hình gà rít thả vườn, bò barred mang trắng, nhằm nâng cao tỷ trọng chăn nuôi trong sản xuất nông nghiệp. Sản xuất lâm nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, diện tích rừng trồng, rừng được chăm sóc tăng cao. Tỉnh Quảng Bình đã tích cực chỉ đạo chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo kiệt sang trồng cao su nhằm khôi phục và phát triển những diện tích cao su bị gãy đổ do thiên tai. Phát triển thủy sản vẫn tiếp tục được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Sản lượng khai thác thủy sản 9 tháng đầu năm đạt gần 42.000 tấn, tăng 6,8% so với cùng kỳ, đạt trên 91% so với kế hoạch. Sản lượng nuôi trồng đạt trên 8.700 tấn, tăng gần 8% so với cùng kỳ. Hiện nay các cấp các ngành và địa phương đang tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Đối với 11 xã đăng ký đạt tiêu chí nông thôn mới trong năm 2014 này đang quyết tâm phấn đấu về đích theo đúng kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm ước đạt hơn 6.300 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ. Trong đó một số ngành công nghiệp tăng trưởng khá, đó là công nghiệp khai khoáng, công nghiệp chế biến chế tạo, sản xuất và phân phối điện, khí đốt. 9 tháng đầu năm, hoạt động du lịch dịch vụ trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh, lượng khách du lịch đến Quảng Bình trong 9 tháng đạt gần 2,6 triệu lượt khách, tăng gần 131% so với cùng kỳ. Doanh thu từ nhà hàng khách sạn du lịch 9 tháng qua đạt gần 1.300 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các lĩnh vực tài nguyên môi trường, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh, tài chính tín dụng, giáo dục đào tạo, văn hóa thể thao và thông tin truyền thông, y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân, lao động thương binh và xã hội, công tác nội chính, thanh tra, tư pháp cũng đã được thực hiện đúng kế hoạch, đạt mục tiêu đề ra. Ngày 12 tháng 9 năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã có quyết định chi hơn 28,2 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản trên vùng biển xa. Đây là đợt hỗ trợ ngư dân thứ 5 trong năm 2014 của tỉnh Quảng Bình. Như vậy, từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Bình đã hỗ trợ cho ngư dân trong tỉnh bám biển sản xuất với tổng số tiền gần 80 tỷ đồng. Theo đó, trong đợt này, Quảng Bình sẽ trích từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung thuộc ngân sách tỉnh năm 2014 để hỗ trợ 28,2 tỷ đồng cho ngư dân các địa phương mua nhiên liệu, máy thông tin liên lạc,
bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm tai nạn thuyền viên. Cụ thể, thành phố Đồng Hới hơn 6,3 tỷ đồng, huyện Bố Trạch trên 11 tỷ đồng, huyện Quảng Trạch gần 4 tỷ đồng, thị xã Ba Đồn gần 7 tỷ đồng và huyện Quảng Ninh 55 triệu đồng. Được biết, đây là đợt thứ 5 trong năm nay, tỉnh Quảng Bình thực hiện chính sách hỗ trợ khai thác, nuôi trồng thủy hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa, góp phần giúp ngư dân có điều kiện ra khơi, yên tâm bám biển sản xuất. Nhờ các chính sách hỗ trợ này, nên từ đầu năm 2014 đến nay, tỉnh Quảng Bình đã đạt tổng sản lượng khai thác nuôi trồng thủy sản trên 44.000 tấn, trong đó sản lượng khai thác đánh bắt được trên 37.000 tấn, đạt gần 82% kế hoạch của năm 2014. Từ nghề làm bún truyền thống trải qua ba thế hệ của gia đình, vợ chồng anh Trần Thái Huân và chị Nguyễn Thị Hoài ở thôn Nhân Hòa, xã Quảng Hòa đã dần ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế gia đình. Gia đình anh Huân, chị Hoài có kinh nghiệm làm bún hơn 19 năm nay. Ban đầu, gia đình anh còn sản xuất thủ công, phải tự giã gạo, tự xay bằng tay nên hiệu suất và thu nhập tạo ra chưa cao. Năm 2004, gia đình anh mạnh dạn đầu tư mua sắm thiết bị máy móc làm bún. Tận dụng từ nguồn nguyên liệu lúa gạo rất dồi dào trên địa bàn, cả gia đình anh cùng tích cực tăng gia sản xuất. Trung bình mỗi ngày, gia đình anh làm 2 mẻ bún với sản lượng 1,5 tạ một ngày. Nhờ làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và giá cả hợp lý, nên cơ sở sản xuất bún của gia đình anh Huân đã dần xây dựng được thương hiệu vững chắc, được khách hàng tin dùng. Sản phẩm làm ra đến đâu, được tiêu thụ đến đó. Với quy mô sản xuất như hiện nay, cơ sở sản xuất bún bánh của gia đình anh Huân bảo đảm việc làm thường xuyên cho 4 lao động trong gia đình. Trung bình mỗi tháng, sau khi trừ mọi chi phí, gia đình anh thu lãi 6 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng đã và đang được triển khai có hiệu quả ở nhiều địa phương. Trong đó, hội viên hội nông dân là những người đi đầu trong phong trào này. Thực tế cho thấy, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình sản xuất có quy mô lớn với những cách làm hiệu quả, qua đó giúp nhiều hộ gia đình thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Đây là trang trại tổng hợp của gia đình anh Trần Thanh Tùng, hội viên hội nông dân xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy. Với quyết tâm làm giàu cùng sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của hội nông dân xã, năm 2008, anh Tùng đã mạnh dạn đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi tổng hợp trên diện tích 2,5 ha. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, vừa sản xuất vừa đầu tư mở rộng quy mô, nên đến nay gia đình của anh đã có một cơ ngơi rộng lớn với trên 170 con lợn nái lẫn lợn thịt, trên 2.000 con gà. Ngoài ra, để tận dụng nguồn thức ăn trong chăn nuôi, anh còn kết hợp nuôi vịt, đào ao thả cá. Anh còn trồng cao su, hồ tiêu. Bình quân mỗi năm, trang trại của anh cho thu nhập trên 1,5 tỷ đồng. Cái địa hình địa bàn miền hành cũng có cái phần lợi so với để phát triển chăn nuôi đó. Từ chỗ đó với miền qua nắm bắt cái trên TV rồi là đài rồi qua mạng internet thì cũng phát triển dần. Đầu thì nói chung mình cũng nuôi chỉ có vài chục con lợn rồi vài trăm con gà. Rồi từ cái chỗ đó mình cảm thấy cũng còn lại. Từ đó bắt đầu mình cứ mở rộng lên rồi là thì giờ là mình cũng có một cái cơ sở hành tướng đổi một tí. Hiện nay là có những cái ưu đại của nhà nước về cái hạ lãi suất ưu tiên trang trại thì nói chung thì lãi suất thấp và hai là ra là ngân hàng tạo điều kiện cho mình vay cái vốn dễ hơn. Nên từ cái chỗ đó là mình dễ đầu tư và để phát triển được. Để giúp đỡ nông dân làm giàu, chính quyền địa phương đã chủ động phối hợp với các cấp các ngành mở các lớp tập huấn, tổ chức tham quan các mô hình kinh tế hiệu quả. Qua đó làm đổi mới cách nghĩ, cách làm của hội viên, góp phần xây dựng các mô hình kinh tế trang trại đạt hiệu quả cao. Từ kinh nghiệm kiến thức có được cùng với nguồn vốn vay ưu đãi của hội nông dân, nhiều hội viên nông dân đã mạnh dạn đầu tư vào sản xuất, phát triển kinh tế. Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình sản xuất mới, cách làm hiệu quả với quy mô sản xuất lớn, tạo nguồn thu nhập ổn định. Hội nông dân cũng xã cùng với huyện đang phát động phong trào thi đua đang phát triển hộ sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn thì từ cơ sở anh Tùng đi. Anh em trong là ban chấp hành hội thì đã luôn biểu dương tuyên truyền và để vương nhân rộng tạo điều kiện cho các đơn vị có ý thức đến tham quan học hỏi. Hiện nay dưới địa bàn xã là có 4 mô hình được huyện là cấp giấy chứng nhận trang trại. Phát huy vai trò của hội nông dân, nhiều hội viên hội nông dân đã không ngừng nỗ lực tăng gia sản xuất, giúp nhau làm giàu chính đáng. Điều này không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo tại địa phương mà còn góp phần không nhỏ đối với việc thực hiện các tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin thời tiết chiều và tối nay. Khu vực miền núi mới thay đổi, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mới thay đổi, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ.
khu vực thành phố Đồng Hới mới thay đổi, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, biển bình thường, sóng biển cao từ 0,5 đến 1 m.